Vâng, Như Mây xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh 8790 Channel. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lễ hội tình nhân của Trung Quốc mới diễn ra và ngày lễ này rất có ý nghĩa trong văn hóa của Trung Quốc. Vào ngày lễ này, rất nhiều đoàn làm phim đã tung ra outfit của những cặp đôi trong phim. Một số outfit tiêu biểu như của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Cung Tuấn, Nhiệt Ba, Lý Thấm, Nhậm Gia Luân, Dương Tử và Thành Nghị. Tất cả các outfit đều rất đẹp. Tuy nhiên, ngôi sao nào đã giành được số lượng tương tác nhiều nhất trong ngày lễ thất tình này? Theo số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu Điểm Nóng Weibo, số liệu thống kê từ hơn 100 nam và nữ nghệ sĩ trong CP, số liệu thống kê dưới dạng thất tình kèm tên nghệ sĩ cho kết quả như sau. Nam nghệ sĩ được quan tâm nhất trong ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Đứng đầu với danh sách nhiệt độ toàn mạng là Tiêu Chiến, với chỉ số nhận là 54,12. Nữ nghệ sĩ được quan tâm nhất trong ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, đứng đầu với danh sách nhiệt độ toàn mạng là Dương Tử với chỉ số nhiệt 45,31. Dữ liệu này được thống kê trong ngày 4 tháng 8, tính từ 00 giờ đến 23 giờ 59 phút cùng ngày. Dựa vào kết quả này có thể thấy, mức độ quan tâm của công chúng đến Dương Tử và Tiêu Chiến rất cao. Bảng xếp hạng nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất, xếp hạng theo thứ tự bao gồm Dương Tử, Nhiệt Ba, Ninh Tịnh, Dụ Ngôn, Phương Tâm Lăng, Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Triệu Lê Dĩnh, Lý Thấm. Về phía nam nghệ sĩ, thứ hạng lần lượt là Tiêu Chiến, Châu Thâm, Vương Tuấn Khải, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Lai Nhất Châu, Thái Tử Khôn, Cung Tuấn, Ngô Lỗi. Dương Tử hiện nay đang có bộ phim Trầm Vũ Nương Phai công chiếu cùng với Thành Nghị, vì vậy nhiệt độ của cô ấy trên toàn mạng cũng tăng cao. Tiêu Chiến trong thời gian này không có bộ phim nào mới phát hành. Tuy nhiên, nhiệt độ của anh ấy vẫn đứng đầu so với hơn 100 nam nghệ sĩ. Điều này đã khẳng định độ phổ biến chung của Tiêu Chiến rất cao. Mặc dù trong thời gian này Tiêu Chiến không có bộ phim nào mới phát hành, nhưng lịch trình của anh ấy vẫn rất bận rộn. Mới đây Tiêu Chiến đã di chuyển từ sân bay Hải Khẩu trở lại Bắc Kinh, anh ấy vừa hoàn thành những thước phim quảng bá cho thương hiệu. Tiêu Chiến mặc áo thun dáng thể thao, trông anh ấy vô cùng năng động, khỏe khoắn. Tiêu Chiến di chuyển nhanh chóng để tránh đám đông có thể tụ tập xung quanh anh ấy. Nghe nói thương hiệu kem chống nắng sẽ được tuyên vào ngày 7 tháng 8. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại do chính trị nhạy cảm, mọi kế hoạch đều phải được xem xét cẩn thận. Có thể thông báo về sự chính thức mới của Tiêu Chiến vẫn đến đúng theo lịch hoặc nó sẽ được lùi lại. Mới đây nhất, đoàn làm phim sắp tới của Tiêu Chiến đã hé lộ những thông tin cơ bản. Bộ phim gồm 40 tập và đoàn làm phim đã cập nhật những thông tin cơ bản, bao gồm nam diễn viên chính Tiêu Chiến, nữ chính Bạch Bách Hà, cùng với những thông tin về biên kịch, đạo diễn và cốt truyện. Như vậy thời gian vào đoàn của Tiêu Chiến cũng không còn xa nữa, tất cả chỉ còn chờ vào việc anh ấy sắp xếp lịch trình ổn thỏa. Trong khi đó, bộ phim Ngọc Quốc Giao đã có thêm những tiến triển mới. Nếu thuận lợi, nó sẽ đến trong tháng 9 hoặc tháng 10. Lịch của bộ phim vẫn được những tài khoản rơi thông báo trong tháng 8, nhưng đoàn phim của Tiêu Chiến đã phủ nhận điều này. Đương nhiên, nhà đầu tư sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất để phát hành bộ phim. Tiêu Chiến hiện nay rất coi trọng hình thể và anh ấy có chế độ ăn vô cùng nghiêm ngặt. Điều này cũng là vấn đề quan trọng mà hầu hết những nghệ sĩ đều cần phải chú ý đến. Với lịch trình làm việc quá dày và thời gian nghỉ ngơi không ổn định, nếu những nghệ sĩ không chú ý đến việc dung nạp thực phẩm thì rất dễ mất kiểm soát trong việc tăng cân hoặc giảm cân. Trong thời gian này, dù phim mới của Tiêu Chiến chưa được phát hành, nhưng người hâm mộ sẽ được thưởng thức những thước phim ngắn của anh ấy với các thương hiệu mà anh ấy chính thức. Rất nhanh thôi, những tin tức chính thức sẽ được thông báo. Chúng ta hãy cùng chờ tin mới từ phòng làm việc của anh ấy nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau.